Chào cả nhà, hôm nay mình ăn huyết luộc chấm với nước mắm ớt trong nhà. Mời cả nhà nhé. Huyết nó ngọt. Lột mình có bỏ miếng gừng, mấy cái củ hành tím để cho nó ám lại. Uống nước canh giấc. Huyết này để nấu cháo hoặc là xào giá hẹ ăn cũng ngon lắm. Uống thử luôn. Thank you.
canh nước đá kế bên là ngon. Giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người.